Deschamps khẳng định việc Pháp xuống đứng ở vị trí thứ hai là hoàn toàn xứng đáng. Deschamps thừa nhận rằng ông mong muốn đội tuyển của mình ghi được nhiều bàn thắng hơn, nhưng nói rằng họ không nên hoảng loạn, mặc dù hiện tại họ đang cùng nhánh đấu với Đức, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Pháp sẽ đấu với đội nhì bảng E. Chúng tôi đã sẵn sàng cho vòng 1/8, huấn luyện viên của tuyển Pháp nói. Với chúng tôi, đây sẽ là một giải đấu hoàn toàn mới. Bạn không thể luôn đọc vị hết mọi thứ từ vòng bảng. Chúng tôi xứng đáng với vị trí thứ hai và tôi hài lòng với điều đó. Bây giờ cuộc chơi sẽ trở nên căng thẳng hơn. Giờ chúng tôi chỉ còn các đội bóng mạnh, nhưng đó là bản chất của kỳ Euro năm nay. Tôi sẽ lo lắng nhiều hơn nếu chúng tôi không tạo ra cơ hội. Nhưng rõ ràng là chúng tôi vẫn tạo ra hàng loạt cơ hội đấy thôi. Nhưng nói thì nói thế thôi chứ tuyển Pháp vẫn còn rất nhiều chỗ để cần cải thiện. Vòng đấu knock-out như thể là một giải đấu khác và nó sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 7. Hòa không bàn thắng, Gareth Southgate phản pháo lại chỉ trích của người hâm mộ. Sau khi Harry Kane và Deacon Rice đứng lên bảo vệ đội tuyển thì mới đây, sau trận đấu gặp Slovenia sáng nay, Sauget đã buộc phải bảo vệ đội bóng của mình. Tôi hiểu điều đó, tôi sẽ không lùi bước, Sauget nói. Điều quan trọng nhất ở đây là những người ủng hộ ở lại với đội. Tôi hiểu câu chuyện hướng về tôi, nhưng tôi thà để những điều đó nhắm về phía tôi còn hơn là hướng tới các cầu thủ. Những câu chuyện đó sẽ làm cho không khí của đội tuyển trở nên rất bất thường. Tôi chưa thấy đội bóng nào khác đủ điều kiện lọt vào vòng trong mà nhận về những phản ứng tương tự cả. Tôi hiểu điều đó, tôi sẽ không lùi bước đâu. Tôi rất tự hào với các cầu thủ về cách mà họ chơi theo những gì đã đề ra. Euro 2024 đã xuất hiện nhánh đấu tử thần. Euro 2024 đã xuất hiện một nhánh đấu tử thần quy tụ gần như tất cả các đội bóng mạnh nhất. Hiện tại nhánh này đã có sự góp mặt của Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Pháp. Tính đến thời điểm này tại Euro 2024 đã có 11 đội bóng chính thức giành vé vào vòng 1/8 bao gồm Đức, Tây Ban Nha, Italia, Áo, Pháp, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ, Anh, Đan Mạch và Slovenia. Bốn ông lớn Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Đức sẽ cùng nhau nằm trong một nhánh đấu tại vòng knock-out. Những đội bóng tiếp theo vượt qua vòng bảng sẽ được xác định ở các lượt đấu cuối. Siêu nhánh đấu này hiện đã có sự góp mặt của Tây Ban Nha, Đức, Bồ Đào Nha và Pháp. Ở nhánh đấu này, Đức sẽ gặp đội nhì bảng C tại vòng 1/8, đó là Đan Mạch, một đối thủ không hề dễ chơi. Ngoài ra nhánh đấu này còn có cặp đấu Pháp với đội nhì bảng E với đội tuyển Bỉ hiện đang đứng nhì bảng E. Tây Ban Nha sẽ gặp đội bóng đứng thứ 3 bảng E hoặc F, trong khi Bồ Đào Nha sẽ gặp đội bóng thứ 3 của bảng A hoặc C. Nếu tiến vào tứ kết, Bồ Đào Nha có thể đối đầu với Pháp hoặc đội nhì bảng E. Trong trường hợp tiến vào bán kết, họ có thể gặp Đức hoặc Tây Ban Nha. Nhánh đấu này hứa hẹn sẽ có những trận đấu bán kết kịch tính với các đội bóng mạnh như là Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và có thể là Bỉ, mang đến những trận chung kết sớm đầy hấp dẫn cho người hâm mộ. Trong khi đó, Anh và Italia có vẻ dễ thở hơn ở nhánh đấu còn lại. Anh sẽ gặp đội bóng đứng thứ 3 bảng D hoặc E, trong khi Italia sẽ đối đầu với Thụy Sĩ. Khả năng cao Anh sẽ đụng độ Italia tại tứ kết. Canada đã vượt qua Peru với tỷ số xít sao 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Jonathan David trong trận đấu giữa hai đội tại bảng A của Copa America 2024. Ngay từ những phút đầu tiên, Peru đã chủ động dâng cao đội hình và tăng tốc độ trận đấu, trong khi Canada duy trì kỷ luật và sự gắn kết ở cả ba tuyến. Hiệp 1 diễn ra với những pha tấn công qua lại từ cả hai phía và nhiều tình huống phạm lỗi khiến trận đấu bị gián đoạn liên tục. Peru tiếp tục gia tăng áp lực lên Canada trong những phút đầu hiệp 2. Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu xảy ra ở phút 59 khi Miguel Araujo của Peru nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi ác ý. Trong tình thế thiếu người, Peru bị thủng lưới ở phút 74 bởi cú dứt điểm chính xác của Jonathan David. Tỷ số 1-0 được giữ nguyên đến cuối trận, mang về 3 điểm đầu tiên cho Canada, tạm thời đưa họ lên vị trí thứ 2 và đẩy Peru xuống cuối bảng A. Calafiori bị hét giá 50 triệu euro. Theo nguồn tin từ nhà báo Nicolo Stira, Bologna yêu cầu đội bóng nào muốn có sự phục vụ của Riccardo Calafiori sẽ phải bỏ ra đến 50 triệu euro. Trước đó, Juventus đã đạt được hầu hết các thỏa thuận với Bologna lẫn cầu thủ, nhưng rốt cuộc họ đã phải rút lui vì mức phí mà Bologna đưa ra là quá cao. Trước đó vào đầu hè, Bologna từng trao giá trung vệ được mệnh danh là Maldini mới chỉ có giá 30 triệu euro. Thế nhưng sau màn trình diễn đỉnh cao của Calafiori tại giải đấu ở Đức, mức giá của anh đã tiến lên 50 triệu euro. Liverpool là đội bóng đang dẫn đầu trong thương vụ này. Chelsea đón tiền đạo mới từ Barcelona. Nhà báo Fabrizio Romano tiết lộ rằng tiền đạo Marc Guiu của Barcelona đã chính thức thuộc về Chelsea. Vẫn chưa có thông tin chính thức, nhưng lệnh hiêu ghi câu đã được đọc ra. Mức phí cho Marc Guiu là tương đối rẻ, chỉ 6 triệu euro, bằng với số tiền giải phóng hợp đồng của anh. Được biết, Chelsea đã phải đàm phán rất nhiều mới có thể biết được con số trên. Người đại diện của tiền đạo sinh năm 2006 đã đồng ý với những quyền lợi mà Chelsea đưa ra. Hợp đồng miệng đã được chốt, tuần sau là thời điểm hợp đồng chính thức được ký kết. Bản thân Guiu tin tưởng dự án của Chelsea và sẵn sàng ký vào một bản hợp đồng dài hạn. Không có chuyện Cristiano Ronaldo phải ngồi dự bị. Roberto Martinez khẳng định trong buổi họp báo trước trận gặp Georgia rằng Cristiano sẽ ra sân thi đấu vào ngày mai. Anh ấy là một cầu thủ đặc biệt quan trọng. Ronaldo đã có một mùa giải ổn định và chơi trong tất cả các trận. Để duy trì sức chiến đấu đó, việc đưa Ronaldo ngồi dự bị chắc chắn không phải là một ý tưởng hay ho. Cũng trong phần họp báo này, các phóng viên đã hỏi một câu dí dỏm với huấn luyện viên Willy Sagnol của Georgia rằng ông có muốn đặt hàng sẵn một chiếc áo của Ronaldo cho con trai của ông không? Đáp lại, cựu tuyển thủ người Pháp đã nói: "Tôi thì chẳng muốn có áp lực hay ý tưởng gì đâu, nhưng nếu Ronaldo cho tôi một chiếc áo thi đấu vào ngày mai của cậu ấy, là một người cha, có lẽ tôi sẽ là một trong những người hạnh phúc nhất trên thế giới này mất." Có một sự thật thú vị được huấn luyện viên Georgia tiết lộ rằng Willy Sagnol từng đối đầu trực tiếp với Cristiano Ronaldo ở World Cup 2006 dưới màu áo tuyển Pháp và ông đã bắt chết được siêu sao người bố khi ấy. Thế nhưng Ronaldo năm 2006 chỉ là một cầu thủ trẻ 21 tuổi và nếu gặp nhau ở thời kỳ đỉnh cao thì Sagnol không tự tin mình có thể chiến thắng. Ronaldo chúc mừng Nacho. Nacho Fernandez đã chính thức rời khỏi Real Madrid sau hơn 20 năm cống hiến miệt mài. Anh đã đăng một bài tâm thư trên trang Instagram của mình. Cristiano Ronaldo đã lập tức comment ngay trên bài chia tay của Nacho: "Cậu là một trong những người hùng trong lịch sử vĩ đại của Real Madrid. Hãy tự hào về những thành tựu của mình ở đây nha, Nacho." Đáp lại, Nacho trả lời rằng: "Cảm ơn nhé, Chris. Em thật sự rất vinh dự khi được chơi rất nhiều trận đấu cùng với cầu thủ vĩ đại như anh. Anh là người chơi xuất sắc nhất thế giới đấy." Neymar chê Vinicius quá xấu trai. Trong một video lan truyền trên mạng xã hội nơi có thể thấy Neymar trả lời những câu hỏi dồn dập trong khi trả lời phỏng vấn, cầu thủ 32 tuổi ngạc nhiên nói rằng anh coi Vinicius Junior là cầu thủ kém hấp dẫn nhất mà anh từng chia bóng cùng ở trong sự nghiệp. Neymar nói: "Tôi đá với nhiều ông xấu trai lắm rồi. Tôi không có ý định xúc phạm hay làm mất lòng cậu ấy đâu, nhưng mà tôi sẽ chọn Vinicius là người xấu trai nhất tôi từng thi đấu cùng. Xin lỗi em trai, anh quý em lắm, nhưng cái này buồn cười quá. Em xấu trai thôi chứ em vẫn vui tính lắm nha." Cựu ngôi sao của Barcelona và Paris Saint-Germain cũng được hỏi về cầu thủ khó khăn nhất mà anh đã từng đối đầu. Anh đã nêu tên Thiago Silva. Neymar đã nhiều lần đối đầu với đồng nghiệp cũ ở Seleção ở Champions League trong quá khứ. Đây đều là cuộc phỏng vấn ngắn trước khi anh bước vào xem trận đấu Brazil đấu Costa Rica và cánh phóng viên đã bắt được cảnh Neymar ngao ngán và sửng sốt đứng trên khán đài nhìn các đồng đội bất lực trước bức tường mang tên Costa Rica. Như vậy là bản tin bóng đá ngày 26 tháng 6 đã kết thúc. Rất cảm ơn các bạn khán giả đã ở lại với video clip đến thời điểm này. Sự ủng hộ của các bạn chính là nguồn động lực to lớn để Fan Socolive phát triển tốt hơn về mọi mặt để phục vụ các khán giả đã yêu quý kênh. Đừng quên subscribe và đặt chuông thông báo để đón xem những chuyển động không ngừng nghỉ của bóng đá thế giới. Còn bây giờ thì xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại.